Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cắm đầu xuống cát, đưa phao cầu ra ngoài, ông Tổng tự biến mình thành đà điểu. Việc báo chí tại Đức công khai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang sống tại Đức như một cú tát trời giáng vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái tát vào mặt người đứng đầu đảng, ông Nguyễn Phú Trọng. Trước đây, vì Đức không ngờ là có một bộ trưởng nước khác lại đến nước họ thực hiện việc bắt cóc người, nên họ không bảo vệ được Trịnh Xuân Thanh. Lần này, phía Đức công khai không phải thách thức mà là coi thường, là xem thử Đảng Cộng sản Việt Nam có dám thực hiện bắt cóc một lần nữa hay không. Lần này, nếu ông Tổng và ông Tô manh động, thì thế giới có phim rất hay để mà xem. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới ESF xác nhận chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chặn tờ báo TASS ở Việt Nam. Theo nguồn tin của tờ báo TASS là tờ báo đã đăng tin về việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức cho biết trang web của họ bị chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam chặn tại Việt Nam. Thông tin từ nhật báo TASS đã qua sự xác minh của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới ESF. Việc chặn tờ báo TASS không có ý nghĩa gì cả, bởi tờ báo TASS đăng bằng tiếng Đức. Hầu hết thông tin từ báo TASS đã được các tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại dịch ra hoặc đưa tin. Cũng có thể có người Việt đọc được tiếng Đức nhưng không nhiều, và cũng có thể người Việt dùng phần mềm Google để dịch để đọc. Tuy nhiên, việc đọc bản dịch Google so với bản dịch được tin đăng nhan nhản trên mạng xã hội thì cũng ít người Việt nào vào tờ báo TASS mà đọc. Thực tế, dù ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ra lệnh chặn tờ báo đáng ghét kia thì cũng chẳng chặn được thông tin. Việc làm này của Nguyễn Phú Trọng được ví như con đà điểu vùi đầu xuống cát vậy. Con đà điểu khi thấy nguy hiểm thì nó tự vùi đầu xuống cát để không nhìn thấy mối nguy hiểm. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận của đà điểu, chứ thực tế cả cái thân đổ sộ của nó vẫn ở trên cát. Nó không thể tránh được nguy hiểm. Ông Trọng cho chặn tờ nhật báo TASS chẳng có tác dụng gì mà còn làm xấu mặt đảng thêm với bình diện quốc tế. Việc cho chặn trang web của tờ nhật báo TASS là một cách để Đảng Cộng sản Việt Nam tự bịt tai mình, chứ người dân thì ai cũng biết hết mọi thông tin. Thậm chí tin về việc Bộ Công an đề nghị dẫn độ bà Nhàn về nước nhưng bị phía Đức từ chối chẳng khác nào tát vào mặt Đảng Cộng sản một ca nước bẩn. Nhà nước Đức không tin tưởng nhà nước Cộng sản nên họ không giao người. Ông Trọng đã từng nói rằng mình có như thế nào thì người ta mới như thế chứ. Có lẽ Đảng Cộng sản phải như thế nào thì mới bị phía Đức đối xử tệ đến như thế. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, khi trả lời thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng có nói rằng 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã được tăng cường. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế, văn hóa phát triển, chính trị, xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế như ngày hôm nay. Không biết cái gọi là vị thế cao như ngày hôm nay của ông Trọng là như thế nào. Tuy nhiên, qua việc kiểm soát thông tin báo chí, chặn cả báo chí ở nước ngoài thì rõ ràng, trong mắt quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đang là kẻ thù của tự do báo chí. Ngoài chuyện kiểm duyệt thông tin thì kèm theo lại là hành động sang nước khác bắt cóc người như thổ phỉ vậy. Thì không biết Đảng của ông Trọng xây dựng vị thế cao như thế nào đây. Tô Lâm sang châu Âu một chuyến nữa thì sẽ có phim rất hay để mà xem. Những chuyện thể hiện sự xem thường pháp luật của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn tiếp tục. Bởi theo thông tin như thời báo chúng tôi nhận được, ông Tô Lâm vẫn đang sử dụng một nguồn tiền khổng lồ được lấy ra từ ngân sách trung ương cấp để mà cài cắm và nuôi mạng lưới tai mắt khắp nơi trên thế giới. Việc đấu đá trên bàn cờ chính trị còn ác liệt hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của ông rất mong bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để đổi các cán cân trên bản đồ chính trị. Có khi ông Trọng lại xúi Tô Lâm làm liêu lần nữa thì sao? Nếu Tô Lâm mà làm liêu thì ắt sẽ có kịch và phim rất hay để người dân Việt Nam cùng chứng kiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin cắm đầu xuống cát, đưa phao cầu ra ngoài, ông Tổng tự biến mình thành đà điểu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tiếp viên hàng không bán cái ngàn vàng
giá ngàn đô, quan móc túi ngàn dân để mua cái ngàn vàng. Vào ngày 10 tháng 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ mới triệt phá đường dây môi giới mại dâm ngàn đô do Võ Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1997 sống tại Gò Vấp, từng làm tiếp viên hàng không đã nghỉ việc từ ngày 5 tháng 10 năm 2022 để mà điều hành. Có cùng thì ắt là có cầu. Đường dây này bao gồm những tiếp viên hàng không và cựu tiếp viên hàng không bán dâm giá từ 1.000 đến 3.000 đô la trên mỗi người, mỗi lượt. Đường dây này không chỉ có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không mà còn có cả các hot girl, người mẫu nổi tiếng khác. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh đã hưởng 7 triệu đồng mỗi cô. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hạnh cũng trực tiếp tham gia bán dâm cho các đại gia tại các khách sạn, resort sang trọng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa, Vũng Tàu. Có cung thì ắt là có cầu. Cái ngàn vàng mỗi lần bán cả ngàn đô là cái giá quá cao. Các cô dùng nó bán đi bán lại nhiều lần, nên việc làm giàu rất dễ dàng. Những cô gái bán dâm này không có gì phải bài xích họ, bởi nhu cầu xã hội cần thì họ sẽ bán. Ngay tại các nước văn minh như Hà Lan thì các cô gái bán hoa vẫn tồn tại như một nghề vậy. Tuy nhiên tại đấy, gái bán hoa bán cái họ có trong một cách hợp pháp. Họ được chăm sóc sức khỏe một cách có kiểm soát. Đấy là cách tránh cho các bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục lây lan. Vào năm 2018, mạng xã hội từng dậy sóng khi chính quyền phát hiện ra đường dây bán dâm khủng toàn là người mẫu và hoa hậu trong giới showbiz, có cô bán dâm một lần tới 25.000 đô la. Nguồn tin cho biết trong một chuỗi giá bán dâm trả đến 25.000 đô la là một điều rất đặc biệt, đó là quan chức lớn không thể công khai danh tính. Khách hàng cho những trường hợp thế này chỉ có đại gia và quan chức của đảng. Bán dâm và mua dâm cũng không có gì sai. Nghề bán dâm lâu đời hơn bất kỳ một chế độ chính trị nào. Từ thời cổ đại khi con người ăn lông ở lỗ thì nghề này đã có chứ không phải đến bây giờ. Không một chế độ nào có thể hoàn toàn bài trừ được tệ nạn này cả. Đó là một thực tế. Ở một số nước văn minh họ đã hợp thức hóa để mà quản lý cho tốt. Trong khi đó chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hay nói đạo lý và cái gọi là diệt trừ tệ nạn mãi dâm, nhưng họ là hành động rất vô đạo. Khi các đường dây bán dâm bị lộ, họ bêu dếu tên người bán dâm, nhưng tên tuổi kẻ mua dâm mà trong đó có rất nhiều đảng viên Đảng Cộng sản cấp cao của họ thì họ lại ém nhẹ. Ai đủ tiền mua dâm ngàn đô đây? Chỉ có đại gia và quan chức của đảng mà thôi. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì một số vị đại gia cho biết họ thích cặp bồ rồi chu cấp cho người đẹp hơn là mua dâm. Việc này làm cho các chân dài có tiền ăn xài mà không phải lao động gì nhiều, lại được cho là an toàn. Đại gia có tiền, họ công khai dùng số tiền của họ. Một số đại gia bỏ vợ để cưới ca sĩ hay người mẫu luôn mà chẳng cần phải mua bán. Quan chức thì không làm được như đại gia, mặc dù quan chức cũng có rất nhiều tiền. Họ ăn của dân không chừa một thứ gì để mà làm giàu, nhưng đồng tiền này phải được giấu giếm chứ không được công khai ra. Cho nên muốn có người đẹp thì họ dùng tiền để mà mua từng lượt, chứ không bao luôn như nuôi bổ nhí. Làm như thế rất dễ bị lộ và khiến thanh danh của người chuyên giao giảng đạo đức cách mạng cho xã hội sẽ bị hoèn ố. Công bố rồi dính tên tuổi các lãnh đạo thì lại xấu mặt đảng bây giờ. Nhu cầu sinh lý của con người ai cũng có, và nhu cầu mua dâm thì thường dân hay quan chức đều như nhau cả. Có điều miệng quan thì cứ giao giảng đạo lý hay nói về sự làm gương và nhân vụng lén lút. Từ thời Hồ Chí Minh tới giờ, người Cộng sản luôn sống hai mặt. Mặt bên trong thì sống theo bản năng, bất chấp, nhưng mặt bên ngoài thì luôn nói đạo lý, dạy đời. Họ dùng tiền vơ vét của ngàn dân, của vạn dân để mà làm giàu. Tiền nhiều quá, không biết dùng đâu cho hết, thì đi mua cái ngàn vàng giá ngàn đô để thỏa mãn cái bản năng của mình. Kể từ năm 2018, báo chí đã đề cập đến việc có nên công khai danh tính người mua dâm hay không. Nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì một mực bác bỏ. Nay báo chí cũng để lại đề cập một lần nữa, tuy nhiên sẽ không có chuyện công khai, bởi chẳng lẽ công khai rồi lòi luôn hàng loạt các vị quyền cao chức trọng, ủy viên Trung ương, Đảng hoặc ủy viên Bộ Chính trị, thì xấu mặt đảng, họ đang giao giảng hàng ngày đạo lý, thì phải ém đi mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tiếp viên hàng không bán cái ngàn vàng giá ngàn đô la. Quan chức thì móc túi ngàn dân để đi mua cái ngàn vàng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de